Chương 1, nháo thị thiếu niên, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Minh Triều năm 1634, Sùng Trinh Hoàng đế trị vì 8 năm, thuế má hà khắc không ngừng, các thiên tai làm hoang hóa khắp các đồng ruộng. Duy có vùng Giang Nam cùng Kinh Đô là nơi phồn vinh cuộc sống chính trị thì có dễ chịu hơn một chút trong huyện thành nắng gắt như lửa, thời tiết nóng bức nên trên đại lộ không có người thậm chí là một phiến xe thủy mã long, nhiệt náo phi thường, không chỉ kỳ quái, lúc này chính là lúc lão Bách Tính phòng hoang chữ Lương ra ngoài qua lại hàng hóa. Xuyên qua đám đông đông đúc, trả lâu đối diện, bên cạnh thổ địa miếu, một vị thiếu niên 12-13 tuổi, chân bắt chéo ngồi trong cùng. Hắn trên đầu đính một vòng cỏ xanh lục cản ánh nắng mặt trời gay gắt trên khuôn mặt ngăm đen non nớt chứa đầy nghị lực mái tóc hỗn loạn cột phía sau đầu toàn thân y phục lộ ra chỗ vá tinh thần chán nản nhưng trong nhãn thần hắn lộ xuất một khí phách kiên định bất khuất thiếu niên đã ngồi đây rất lâu nhằm chống lại cái nóng gay gắt từ mặt trời khí chất trầm tĩnh so với đám đông huyên náo hoàn toàn không hòa nhập bên cạnh bàn hắn chất vài bó củi cao hơn nửa người chọn từ khu rừng ngoài thành mang vào làm sao một thiếu niên 12, 13 tuổi lại có thể gánh nổi bó củi nặng nề như vậy vào thành? Thật khó tưởng tượng, ai, nhìn đại lộ phồn hoa cùng những người vội vã đi qua, thiếu niên khẽ than thở, dường như ảo tưởng không hợp đối với người cùng tuổi. Mọi người ở gần đây đều biết hắn, thiếu niên tên gọi Lý Nhạc Phàm, năm nay đã 12 tuổi mẫu thân ninh thị sinh hạ hắn xong liền qua đời cho nên số mệnh luôn luôn gắn bó cùng phụ thân lý đàm ở tại ly ninh trấn ngoài thành phụ thân lý đàm của lý nhạc phàm là tay săn bắn có tiếng ở địa phương này để cho lý nhạc phàm học cách tự lập lý đàm tiểu tiện xong dẫn hắn theo vào sơn lâm săn bắn cuộc sống gian khổ nhưng yên bình trời cao dường như vĩnh viễn đều biến hóa không ngờ toàn bộ gian khổ đều vượt qua con người lại phải tiếp nhận nhiều khó khăn hơn Năm đó, Lý Nhạc Phàm 7 tuổi, đi theo phụ thân lên núi săn bắt, đi qua nhánh núi nhỏ, đột nhiên chui ra một con thiết đầu xà. Loại rắn này mặc dù cử động chậm chạp nhưng độc tính lại vô cùng nặng, nếu như bị cắn một cái, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi thiết đầu xà đột nhiên hướng về phái Lý Nhạc Phàm bổ nhào tới. Lý Đàm không kịp xuất thủ liền dùng chân để đá, kết quả bị rắn quấn lại cắn vào bàn chân lộ ra nếu không được vạn tiên sinh cứu giúp sợ rằng một mạng đã ô hô rồi chỉ là từ nay trở đi chân phải không thể trừ hết bệnh căn cử động không được linh hoạt như trước đã làm cho trong nhà lâm vào cảnh khó khăn trở nên gian khổ hơn nữa vì trong nhà cuộc sống trở nên khó khăn bảy tuổi lý nhạc phàm giấu phụ thân bí mật lên núi săn bắn nhưng hắn suy cho cùng vẫn chỉ là một hài tử có thể làm được việc gì sau cùng bất lực trở về sau này việc trộm lên núi bị lý đàm phát hiện tức thì bị giáo huấn một trận nghiêm khắc lý nhạc phàm cũng không oán trời trách người vào buổi sáng hắn cố gắng học tập với thời gian rất ít dù vậy hắn vẫn không tính đến việc bỏ cuộc trái lại càng dụng tâm nỗ lực hơn nữa một lần không được thì hai lần hai lần không được thì ba lần ba lần vẫn không được thì thử lại cho đến khi thành công mới thôi nửa tháng sau lý nhạc phàm mai phục ở nơi đất hoang một đêm cuối cùng dễ dàng dùng cái bẫy đơn giản bắt được con thú săn đầu tiên tuy nhiên lại chỉ là một con thỏ hoang gầy chỉ thế nhưng cũng là thành công đầu tiên của hắn hắn vĩnh viễn nhớ mãi đang lúc hắn hưng phấn mang vật săn về nhà giao cho phụ thân thì phụ thân lý đảm rơi lệ lần này lại không trách mắng hắn chỉ là ôm hắn siết chặt vào lòng nói một câu nam nhi thì phải không ngừng tự cường cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn của phụ thân lý nhạc phàm hiểu ý mỉm cười từ hôm đó lý nhạc phàm đã thực thụ trở thành một thợ săn dựa vào hai tay của bản thân để chăm sóc thành viên trong gia đình thợ săn này Vài năm sau, hắn dựa vào trí tuệ cùng nỗ lực của bản thân, cuối cùng đã trở thành một tay thợ săn cao minh. Lúc đó hắn mới chỉ gần 11 tuổi. Mấy năm gần đây Bách Tính hoàn toàn phải chịu đựng ngọn lửa chiến tranh xâm hại, cuộc sống yên ổn tựa hồ trở thành hy vọng xa vời. Do gia cảnh khó khăn, Lý Nhạc Phàm cố suy nghĩ mọi phương pháp để kiếm tiền, chỉ là để sinh tồn hôm nay lý nhạc phàm sáng sớm lại mang bó củi gánh vào trong thành chuẩn bị bán muộn sau đó có thể trao đổi lấy ít đồ vật chuẩn bị tốt cho sau này hiện tại thời tiết nóng như vậy có người nào lại mua những bó củi này cho nên những ngày tới hắn mỗi hôm đều đến đây bán củi trước sau vẫn không ai chú ý một lúc nửa là nửa ngày lại trôi qua lý nhạc phàm nhẹ nhàng than thở tự mình lẩm bẩm nói xem ra hôm nay lại không bán được củi rồi có lẽ phải về sớm thôi đêm nay phải chuẩn bị một chút nói xong liền đứng dậy lúc này mới phát hiện hắn so với tưởng tượng vẫn còn rất gầy lý nhạc phàm đập phủi bụi bặm trên thân nâng bó củi chuẩn bị rời khỏi đột nhiên nghe phía sau có người gọi hắn trong lòng nghi ngờ xoay đầu lại tiểu oa, củi của ngươi có bán không, ta muốn mua hết, đang đợi để sử dụng đây, một vị lão nhân ăn mặc mộc mạc chen chúc vượt qua đoàn người hướng về Lý Nhạc Phàm đi tới. Nhìn lão nhân đã tới năm của thiên mệnh, đầu tóc hoa dâm, một mặt hòa nhã, thân thể lại cường tráng, hai ba bước đã xuất hiện cản trước mặt Lý Nhạc Phàm. Nghe có người mua củi, Lý Nhạc Phàm tinh thần ngơ ngác, hỏi lại lão nhân ra, bốn bó củi tổng cộng 8 tiền, nếu muốn tôi có thể giúp ông mang về, sau khi nói xong lặng nhìn lão nhân. Ách, lão nhân trong lòng tính toán, phát âm nói. Củi này thật sự cũng không phải rẻ, nghĩ sơ một chút, tiếp theo nói. Được, ngươi giúp ta đưa đến vườn sau quán trà đối diện, ta bảo người làm pha trà chờ ngươi vậy. Ha ha, chương 2, tự cường, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com dưới sự dẫn dắt của lão nhân, hai người theo con đường nhỏ bên trái trả lâu tiến vào sân sau. Lý Nhạc theo thói quen nhìn xung quanh, nơi này không biết lớn bao nhiêu, nhưng toàn bộ vô cùng đơn giản ngăn nắp, giữa sân có cây đa lớn tê tốt, ở dưới ánh nắng chiếu rọi phát triển mạnh mẽ xum xuê. Lão nhân nhìn Lý Nhạc phàm vẻ ngoài thận trọng, không nhịn được cười nói lão nhân ra ta thích giản dị xoay nhìn tiểu oa oa cười ha ha tiểu oa ta thấy ngươi thân thể cốt cách không tệ a à, chắc đã rèn luyện từ bé hả hiện tại hai tử giống ngươi chịu cực khổ như vậy ngày càng ít ai nhẹ nhàng than thở lão nhân chỉ nhà kho nhỏ bên cạnh mỹ chương ba tiểu thôn nghe chọn bộ tại mê truyện audio com ở ngoài chữ huyền thành có một nhánh của sông lưu thủy chảy qua Mọi người không nhớ rõ nó có từ bao giờ, nhưng nó đã nuôi sống cả vùng đất và con người nơi đây. Mặc dù lúc này nạn hạn hán đang xảy ra, nó vẫn làm việc đó một cách thầm lặng. Lưu Thủy thôn là một nơi tọa lạc không xa bờ sông Lưu Thủy. Cả thôn chỉ có 10 hộ gia đình, dễ thấy nơi đây rất yên tĩnh. Mặc dù con người ở đây sống rất kham khổ, nhưng họ vẫn vượt qua được, đặc biệt là nạn hạn hán năm nay, nơi này lại an bình hơn những chỗ khác. Khi sinh nhạc phàm ra, mẹ hắn đã qua đời. Người dân trong thôn mê tín nghĩ hắn là kẻ bất tường nên thường bài xích thậm chí nhục mạ hắn. Bị đối xử tệ hại như vậy, phụ thân Lý Đàm chỉ có thể mang hắn lúc ấy còn nhỏ tuổi ra khỏi làng mà sống trên sườn núi chịu ảnh hưởng của người lớn, bọn nhóc trong thôn cũng bài xích hắn, khi nhục hắn, nhưng sau đó bị Nhạc Phàm giáo huấn hai ba lần, chúng đối xử tốt hơn. Từ đó mỗi khi đối diện với Nhạc Phàm, bọn nhóc này trong lòng đều cảm thấy sợ sệt. Phía cuối thôn là nơi ở của một đại phu được mọi người gọi là Vạn Tiên Sinh. Vạn tiên sinh đã bảy tám mươi tuổi, nguyên trước đây là mệnh quan triều đình, do bị bọn quan lại trong triều bách hại, mất hết người thân trong gia đình, không còn biết đến chỗ nào. Sau khi lưu lạc tứ xứ, năm năm trước ông đã đến lưu thủy thôn và ở lại nơi đây. Lúc đó ông đi ngang qua thôn, thấy Lý Đàm bị thiết đầu xa cắn nên đã cứu giúp một mạng cha con lý đàm vì báo đáp ơn cứu mạng nên dựng một gian nhà cỏ ở cuối làng cho lão tiên sinh để nhạc phàm thường lui đến chăm sóc và còn nhờ vạn tiên sinh chỉ giáo học tập khi vạn tiên sinh ở lại người trong thôn không muốn thế chỉ khi nghe nói vạn tiên sinh có học lại còn biết chữa bệnh họ mới vui mừng tiếp đón hơn nữa còn tôn kính như một đại gia nên biết là người ở miền quê không tôn kính người có học thức nhưng nhất định là tôn kính đại phu chữa bệnh con người có thể không học thì cũng không sao nhưng ai cũng có thể mắc bệnh do đó để biểu thị sự tôn kính mọi người gọi là vạn tiên sinh còn tên thật thì không ai biết vương sung lớn lên tại thôn bất học vô thuật chỉ ham đánh nhau suốt ngày đi cùng với bọn nhóc ham chơi ở trong thành một thời gian dài không thèm về nhà cha mẹ hắn giáo huấn nhiều lần nhưng thật sự không thể làm gì được cuối cùng cũng không quản hắn nữa 14 tuổi Vương Sung đã có một thân hình cường tráng, luôn bắt nạt kẻ khác, danh tiếng ngày càng nổi, trở thành lão đại của bọn trẻ, cũng nổi danh là tiểu hỗn hỗn ở chữ Huyền Thành. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một hôm, Vương Sung đi cùng bốn đứa nhóc về thôn sau khi bắt nạt một đứa bé, chợt gặp Nhạc Phàm đang trên đường đến thăm Vạn Tiên Sinh. Nếu là lúc bình thường hoặc đối với người khác, Nhạc Phàm đã không để mắt đến. Điều này cũng không ảnh hưởng đến hắn, vì trong lòng hắn chỉ có người thân trong gia đình mới là quan trọng nhất. Nhưng lần này thì khác, Nhạc Phàm đi qua được vài bước thì chợt nhìn ra xa, đột nhiên phẫn nộ. Bởi vì bị bắt nạt chỉ là một tiểu nữ hài cỡ 6, 7 tuổi, hơn nữa tiểu nữ này chính là tôn nữ của Vạn Tiên Sinh, cũng là bằng hữu duy nhất của hắn. Nhạc Phàm tiến nhanh về phía trước, tiểu nữ hài đích xác là bạn hắn, hắn nhanh chóng chạy ngược lại chỉ nghe bình 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 năm tiếng động năm đứa nhỏ đã nằm dưới đất không để ý đến bọn nhóc hắn quay về tiểu nữ hài quan tâm hỏi tiểu nhã không sao chứ tiểu nữ hài tên là vạn nhã được vạn tiên sinh phát hiện khi rửa cây thuốc dưới sông lưu thủy lúc đó nó đang trôi nổi trên mặt nước toàn thân ướt đẫm sau khi vạn tiên sinh cứu tỉnh mới phát hiện tiểu nữ này bị câm và còn không nhớ sự gì Vạn Tiên sinh thương cảm, hơn nữa cũng không còn người thân, nên lưu đứa nhỏ lại, nhận nó là tôn nữ và đặt tên là Vạn Nhã. Năm đó tiểu Nhã được 5 tuổi. Tiểu Nhã được Nhạc Phàm đỡ đứng dậy, lắc đầu, vì không nói được, đưa tay làm hiệu rằng: "Muội không sao, cho bọn chúng đi đi." Những cử chỉ như vậy chỉ có người thân của Vạn Nhã mới có thể hiểu được. Nhạc Phàm gật đầu, quay người lại, lạnh lùng nói với năm đứa nhóc đang nằm dưới đất: không có lần sau nữa, biến. Nói tuy không nhiều, nhưng cũng làm năm đứa kia cảm thấy run sợ. Nhưng Vương Sung là lão đại của bọn chúng không cam tâm khuất phục nên nhảy dựng lên, chỉ vào nhạc phàm quát. Lý nhạc phàm, lão tử tuy không đánh lại ngươi, nhưng ta không sợ ngươi, tiểu ra về thành bái sư học một thời gian, khi lão tử học xong, quay về đánh bại ngươi tuyệt là không có khả năng. Rồi quay qua chỉ tiểu nhã mà nói ngươi nghe này tiểu ách ba con nhóc câm bọn ngươi đợi lão tử đó lão tử sẽ quay về tính sổ với bọn ngươi chúng ta đi hừ nói xong quay người bỏ đi bọn nhóc kia thì không dám như thế chỉ nói vài câu nhẹ nhàng rồi chạy mất mặc dù nghe những lời đó nhưng nhạc phàm nghĩ bọn chúng cũng chẳng có ý gì nên không thèm đáp lại Kỳ thật nhạc phàm mới chỉ 11 tuổi, nhưng từ nhỏ đã độc lập kiên cường, nên biến hắn trở nên như người lớn. Cách nhìn của hắn cũng khác với mọi người, do đó hắn không xem mình như một đứa nhỏ. Điều này quả thật là bất hạnh. Chương 4. Liệp Hùng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tả dương chiếu xuống sườn núi ngoài tiểu thôn, nhìn xa thật hài hòa mỹ lệ, nhưng căn nhà nhỏ trên sườn núi lại trông thật cô độc trong ánh hoàng hôn. Sau khi về nhà, Nhạc Phàm bỏ bao lớn bao nhỏ các vật dụng mang từ trong thành về, trong lòng cảm thấy vui mừng, bất giác mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn trời rồi lẩm bẩm, "Cha lên núi hái thuốc, chắc cũng phải một lúc nữa mới về, ta cứ chuẩn bị trước vậy." Nói xong hắn đi vào phòng bên trong căn phòng nhỏ bên trong nhìn qua thập phần đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức có thể nói là sơ sài, ngoài một cái giường lớn và hai cái mền rách ra thì chỉ có vài dụng cụ săn bắn bình thường. Ngồi trên giường, nhạc phàm vót tên, đột nhiên nghe có tiếng chân quen thuộc bên ngoài, biết rằng phụ thân đã về, vội bỏ đồ nghề xuống, đi ra ngoài đón. Cha, nhạc phàm đứng bên cửa vui vẻ gọi. a à, tiểu phàm về rồi hôm nay về sớm thế à một âm thanh khàn khàn ở bên ngoài đáp lại tiếng nói vừa dứt một thân hình gầy gò bước vào nhìn vẻ mặt là một trung niên nam tử Trương nam dưỡng thân y kinh nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com hống hống tiếng thú gầm lên làm kinh động cả một góc rừng khiến cho khu rừng âm thâm này càng trở nên khủng bố nỗi đau đớn kịch liệt làm hắc hùng không tiếc sức đập phá cánh tay to lớn phá nát hết cây này đến cây khác như vậy lại dẫn động bẫy liên hoàn của nhạc phàm đã bố trí làm cho vết thương càng trở nên đau đớn để bảo toàn bộ ra một cách hoàn chỉnh nhạc phàm tịnh không sử dụng vũ khí sắc bén để làm bẫy do đó phải vùng vẫy đến gần hai thời thần hắc hùng mới tận lực nằm xuống nhìn trên mặt đất thấy đầy cành lá bị dẫm đạp lẫn lộn với cơ quan cạm bẫy bị phá hủy, nhạc phàm không kìm được cảm thán trong lòng, hắc hùng này quả thật mạnh mẽ và ngoan cường. Mặc dù vậy, hắn vẫn nhanh nhẹn trượt từ trên cây xuống, cầm liệp cụ, dụng cụ săn bắn, cẩn thận tiến đến Hắc Hùng lúc này đang mệt nhoài. Khi nhạc phàm đến gần bên Hắc Hùng, nó chợt vùng dậy, dụng lực tấn công lại thân hình của nó với nhạc phàm quả thật quá không cân xứng nó phải cao gấp đôi che phủ hết cả người hắn năm đó khi bị hắc hùng trước khi chết tấn công như vậy lý đàm đã bị trọng thương lần này thì khác nhạc phàm trong lòng kinh hãi nhưng không loạn để trở thành một thợ săn thành công bình tĩnh phản ứng trước nguy hiểm là điều tối quan trọng Nhạc phàm trong sát na đã quyết định không lùi mà tiến, thân hình như mèo vọt lên phía trước, xoay một bước, lướt qua bên phải cú đánh của Hắc Hùng, thoát khỏi công kích nguy hiểm của nó. Nhưng tất cả không chỉ có vậy, nhạc phàm ngay sau khi thoát khỏi công kích, chân phải dậm mạnh xuống đất, quay người lại, đối diện với Hắc Hùng lúc này Hắc Hùng đã dùng hết lực đánh, vô pháp tấn công lần nữa, để nhạc phàm tập trung lực lượng toàn thân vào tay phải, nương theo tốc độ xoay, đấm thật chính xác vào cổ họng của Hắc Hùng. Giác, một âm thanh sắc gọn vang lên, giữa đêm tối yên tĩnh lại đặc biệt vang vọng. Dưới ánh trăng, hai thân hình một lớn một nhỏ nhập lại, rồi từ từ tách ra. Chỉ thấy thân hình to lớn đổ ầm xuống mặt đất bình một tiếng một đám bụi bốc lên hắc hùng nằm yên không nhúc nhích sau đó khu rừng khôi phục lại tình trạng tĩnh lặng như cũ kéo chiến lợi phẩm to lớn về nhà nhạc phàm mặc dù không bị thương nhưng toàn thân cũng như tinh thần mệt mỏi dị thường do đó không nói tiếng nào mà chỉ thở mệt nhọc hắn để thi thể hắc hùng cho phụ thân xử lý sau đó đi thẳng vào trong phòng Lý Đàm đứng kinh thán tại đó, nhưng trong lòng đang vui mừng tự nhủ. Tiểu tử này không thụ thương, quả thật là có triển vọng mà, ha ha. Sau khi về phòng, Nhạc Phàm không nằm nghỉ mà ngồi xuống giường, nhắm mắt bình tĩnh điều tức. Phương pháp điều tức này 5 năm trước Nhạc Phàm được Vạn Tiên Sinh truyền cho, gọi là Y kinh trong y kinh ghi lại rất nhiều cách thức dưỡng sinh nếu trường kỳ luyện tập có thể làm cho thân thể khỏe mạnh tránh được bệnh tất mau chóng phục hồi thể lực nhạc phàm căn cứ vào trạng thái của bản thân được vạn tiên sinh hướng dẫn kết hợp một số phương pháp dưỡng sinh lại thành phương pháp thổ nạp nhạc phàm cũng thấy trong y kinh có một đoạn khẩu quyết ngưng thần tĩnh khí trong chốc lát có thể bảo trì ý nghĩ thanh tịnh Việc này đối với người bình thường có tác dụng không lớn, nhưng đối với thợ săn như hắn quả là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, Nhạc Phàm hợp đoạn khẩu quyết này với phương pháp thổ nạp, một phần thổ nạp một phần mặc niệm gọi là dưỡng tâm kinh. Năm 9 tuổi, Nhạc Phàm một mình vào Hồng Diệp Lâm săn thú, do kinh nghiệm chưa nhiều nên làm kinh động đến bầy sói vào tình huống nguy hiểm vạn phần đó hắn theo đúng phương pháp thổ nạp của dưỡng tâm kinh nhanh chóng phục hồi thể lực chạy liên tục trong một thời gian dài mới thoát khỏi sự truy đuổi của đàn sói có thể thấy dưỡng tâm kinh đích xác là phi đồng nhất bàn không phải tầm thường bản dưỡng tâm kinh này không quá dài chỉ có ba đoạn nhưng bao hàm những lý giải và phân tích về sinh mệnh con người nó chẳng những có thể làm cho thân thể khỏe mạnh ngưng thần tĩnh khí hơn nữa nhạc phàm mấy năm nay cảm giác khí lực của mình càng lúc càng mạnh ngay cả phản ứng cũng ngày càng nhạy cảm cho nên đến giờ luôn kiên trì không ngừng tập luyện dưỡng tâm kinh nó trở thành thói quen của hắn cũng có thể nói là một phần trong cuộc sống của hắn nhạc phàm ngồi trên giường cảm thụ không gian xung quanh trong lòng niệm dưỡng tâm kinh hít thở với tần suất cực thấp hắn cũng không biết đã hô hấp được bao lâu đến khi mở mắt ra chầm chậm nhìn xung quanh cảm thấy trạng thái toàn thân từ đầu xuống chân mỗi phần cơ thể đều cực kỳ sung mãn thư thái nhạc phàm đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này đã dần sáng cảm thấy ngày mới sắp đến trong lòng tràn đầy hy vọng ánh mắt phẳng phất sự sung mãn ở phòng ngoài cha hắn cũng vừa chuẩn bị xong bữa sáng đang ngồi dưới đất đan lưới tiểu phàm hôm qua làm tốt lắm còn mạnh hơn cả ta trước đây nữa ha ha thấy nhạc phàm đi ra phụ thân cười lớn khen hắn nhạc phàm lắc đầu nói cha nếu chân cha không bị thương con nghĩ cha cũng làm tốt như con thôi chỉ là do năm đó con đang muốn nói lại chuyện cũ hắn bị phụ thân gạt đi lý đàm cảm thán nói không muốn nói lại nữa ta không hối hận đâu con là niềm hy vọng của ta và mẹ con hơn nữa con chưa từng làm ta thất vọng ta nghĩ mẹ con cũng như vậy ông ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói trời không còn sớm nữa đi làm việc thôi lần tới vào thành bán tấm da gấu này tấm da hoàn hảo này sẽ được giá đấy ông dừng lại một chút rồi nói tiếp phải rồi còn chuyện này con chia phần lương thực hôm qua làm hai với cả khối thịt gấu này nữa mang cho vạn tiên sinh nói xong quay ra đan lưới tiếp